kiss kiss 亲吻脸颊的微笑，不用去 kiss kiss 让快乐习以为常，因为我就像那 kiss kiss 亲吻脸颊的微笑，不用去 kiss。 A few moments later， 今日このこと好きになれ。Xin chào các bạn, thì qua video clip này thì Vi cũng muốn giới thiệu cho mọi người về cái sản phẩm mà Vi đang sử dụng, đó là em serum trị mụn skin. Em này có thể trị mụn tất cả các loại mụn luôn, mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn mủ và mụn đỏ, và trị cả vết thâm cho mình nữa. Mọi người cũng biết là cái thời tiết bây giờ đang là mưa và trái gió trở trời, nói chung là da mặt của mỗi người cũng sẽ thay đổi. Da mặt của Vi khoảng thời gian này thì bị khô và nổi mụn khá là nhiều đó, nhưng mà cũng nhờ cái em này thì da mặt của Vi hiện tại bây giờ khá là ok, chỉ còn lại những cái vết thâm nhỏ thôi và hiện tại nó đang mờ từ từ. Cái em serum này thì Vi may mắn được một người chị tặng cho và Vi sử dụng, và Vi cảm thấy rất là ok và ưng ý. Từ trước giờ Vi sử dụng khá là nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà Vi cảm thấy sản phẩm này là Vi cảm thấy thích nhất, và chúc mọi người sẽ có làn da đẹp giống như Vi khi mà sử dụng em nó nha.